Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với câu lạc bộ Robot Solar và tiếp tục những nội dung về lập trình Scratch. Thì ngày hôm nay thì Quyền muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm liên quan tới pháo hoa. Trước tiên thì thầy mời các bạn cùng theo dõi sản phẩm của chúng ta nhé. Đó, rất là đẹp mắt phải không nào? Thế thì khi thầy click chuột vào một cái vị trí bất kỳ ở trên màn hình thì sẽ có một quả rocket bay tới vị trí mà thầy bấm chuột, sau đó thì sẽ nổ tung ra thành những hạt pháo hoa. Và các bạn để ý thì các hạt pháo hoa này được chia ra thành hai phần. Một phần sẽ là những hạt pháo hoa mà nó bay ra xa, còn một phần là những hạt pháo hoa mà nó tập trung ở giữa. Và hai cái phần này sẽ có hai cái màu sắc khác nhau để quả pháo hoa của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn và ấn tượng hơn. Thế thì sản phẩm này tương đối phức tạp, tuy nhiên thì thầy sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn để các bạn có thể dễ dàng phân tích cái sản phẩm này một cách đơn giản nhất. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn chi tiết. Đó, rất đẹp phải không nào? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành lập trình với một cái nhân vật, đó chính là cái hạt pháo hoa như thế này. Thế thì trước hết chúng ta sẽ cần phải giải quyết 3 vấn đề như sau. Vấn đề đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ cần phải điều khiển cho cái hạt pháo hoa này nó di chuyển ra xung quanh theo một cái hướng bất kỳ. Vấn đề số 2 ấy, là sẽ có những hạt pháo hoa thì nó bay ra xa, còn có những hạt pháo hoa thì nó bay ở gần, thì chúng ta sẽ cần phải xử lý vấn đề này. Và vấn đề số 3 ấy, là kể cả những hạt pháo hoa bay ra xa hay là ở gần thì nó đều tuân theo một quy tắc là cái tốc độ di chuyển của nó sẽ cần phải giảm dần. Tức là ngay ban đầu nó có thể bay ra với một cái tốc độ cao, nhưng mà càng về sau ấy, thì cái tốc độ của nó sẽ cần phải giảm dần để nó di chuyển chậm lại, chậm lại, chậm lại, đúng không nào? Đấy, thì đấy là ba vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết trước tiên. Thế bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Khi nhấn vào lá cờ xanh này thì thầy sẽ cho nhân vật nó đi tới trung tâm sân khấu x bằng 0, y bằng 0. Tức là thầy sẽ cho cái quả pháo hoa của chúng ta sẽ nổ tung ở vị trí trung tâm sân khấu. Còn sau này các bạn lập trình tới cái phần rocket ấy, thì chúng ta sẽ tính sau như thế nào. Thế thì bây giờ vấn đề đầu tiên ấy, là di chuyển ra xung quanh theo hướng bất kỳ, đúng không? Chúng ta sẽ cần phải điều hướng cho nó bằng cái khối lệnh là point in direction. Một cái hướng bất kỳ chúng ta sẽ sử dụng trong phần operator một khối lệnh mang tên là pick random, tức là lấy ngẫu nhiên từ 1 tới 360. Đó, một vòng của chúng ta là 360 độ thì nó đi theo một cái hướng bất kỳ thì chúng ta sẽ cho cái direction đấy là ngẫu nhiên từ 1 tới 360. Sau đó thì cho nó di chuyển bằng khối lệnh move. Tuy nhiên để nhìn thấy được cái sự di chuyển của nó ấy, thì chúng ta sẽ cần phải kết hợp khối lệnh move này với lại một khối lệnh trong phần control mang tên là repeat. Rồi, ví dụ ở đây thầy cho nhân vật di chuyển 100 lần và mỗi lần nó chỉ đi 2 bước thôi, đi từ từ thôi. Đó, thì các bạn quan sát. Đó, mỗi lần bấm lại lá cờ màu xanh thì nó sẽ di chuyển theo cái hướng khác nhau, bởi vì là cái direction này nó là ngẫu nhiên. Nó sẽ di chuyển 100 lần và mỗi lần nó thực hiện 2 bước. Rồi, đó là vấn đề đầu tiên. Chúng ta chuyển sang vấn đề số 2 ấy, là sẽ có những hạt pháo hoa thì nó bay ra xa, di chuyển ra xa. Có những hạt pháo hoa thì nó bay ở gần, đúng không nào? Thế thì cái việc di chuyển ra xa hay là ở gần ấy, thì nó do cái thông số này quyết định. Đó, số bước trong mỗi lần di chuyển. Nếu như số bước trong mỗi lần di chuyển này nó mà lớn thì nhân vật nó sẽ bay ra xa. Còn nếu như nó mà nhỏ thì nó sẽ bay ở gần. Thế thì cái thông số này chúng ta sẽ không điều khiển cố định mà chúng ta sẽ cần phải thay đổi nó. Vậy thông số này thay đổi thì như thầy chia sẻ ở rất nhiều video trước rồi, cứ thông số nào thay đổi thì chúng ta sẽ cần phải vào variable. Chúng ta sẽ tạo một cái variable mới, một cái biến mới. Ví dụ ở đây thầy liên quan đến tốc độ, thầy đặt tốc độ đi. Tốc độ di chuyển á. Và cái thông số này sẽ chỉ dành cho cái nhân vật này mà thôi. Ok. Thế lúc đầu thầy sẽ xét tốc độ của chúng ta ấy bằng, bởi vì có cái nó ra xa, có cái nó gần, đúng không? Thầy sẽ pick random ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Tức là nếu như cái tốc độ này của chúng ta mà nó lấy ngẫu nhiên mà nó lên 4 đến 5, tức là gần số 5 ấy, thì cái hạt
pháo hoa này nó sẽ di chuyển ra xa. Còn nếu như mà nó lấy ngẫu nhiên là một là hai á, thì nó sẽ chỉ di chuyển ở gần mà thôi, như thế nào. Và lúc này chúng ta sẽ không di chuyển hai bước cố định nữa, mà chúng ta sẽ di chuyển gì? À, di chuyển theo tốc độ. Đó, các bạn cùng quan sát nhé. Đây, tốc độ bằng 4, nó sẽ di chuyển ra xa. Để xem đây, khi nào pick random bằng 1 thì nó sẽ di chuyển chậm lại và nó sẽ chỉ di chuyển ở gần mà thôi. Nó chỉ dừng lại ở cái vị trí gần mà thôi, đúng không nào? Đó, bằng 5 thì nó đi rất nhanh và ra xa. Đó, bằng 1 thì nó di chuyển rất chậm và đi ở gần. Đó, thì đấy là vấn đề số 2. Vấn đề số 3 ấy là cái tốc độ di chuyển của chúng ta này, càng ngày nó sẽ càng phải chậm dần, chậm dần. Đó, thế thì cái thông số tốc độ này ấy, sau mỗi lần lặp lại nó sẽ cần phải giảm đi. Thế thì trước khi mà lặp lại ấy, thì thầy sẽ cần phải thay đổi cái thông số tốc độ này. À, thầy sẽ thay đổi bằng khối lệnh set, thầy sẽ đặt lại cái giá trị tốc độ này bằng một cái phép toán nhân. Chúng ta sẽ giảm đi, thì chúng ta muốn giảm đi ấy, thì chúng ta sẽ lấy chính cái tốc độ này mà đem nhân với một số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, tức là 0 chấm bao nhiêu đó. Ví dụ đây thầy sẽ lấy cái con số là nhân với 0,98 để cái tốc độ này nó sẽ giảm từ từ thôi. Đó. Đấy, các bạn cũng cùng nhìn. Đấy, cái hệ số tốc độ của chúng ta ban đầu nó pick random, sau đó thì càng ngày nó càng giảm đi, các bạn thấy không? Rồi, xong nha, chúng ta xong ba cái vấn đề đầu tiên ở đây. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã lập trình cho các hạt pháo hoa này di chuyển ra được rồi á, thì chúng ta sẽ tạo các hiệu ứng cho nó. Thì sẽ ẩn cái biến tốc độ ấy đi. Thì đến đây chúng ta sẽ tạo ra ba hiệu ứng cho nó. Hiệu ứng số 1 ấy là nó di chuyển đến đâu thì nó tạo ra một cái vệt màu sắc đến đó. À, thứ hai á, là nó thay đổi màu sắc đi. Và thứ ba là càng di chuyển ra xa thì nó càng mờ đi. Đó, thế thì để tạo ra được cái vệt màu sắc thì chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh ở trong nhóm lệnh pen mang tên là stamp, tức là in hình, đóng dấu. À, nó đi đến đâu thì nó sẽ in hình ra đến đó. Thì thầy sẽ để khối stamp này ở trong vòng lặp repeat. Đó, thì các bạn quan sát nhé. Đó, nó cứ đi đến đâu thì nó sẽ in hình ra đến đó và chúng ta sẽ tạo ra những cái vệt màu sắc như này. Đó. Và mỗi khi nhấn lá cờ màu xanh á, thì thầy sẽ xóa hết những cái vệt in cũ đi. Thì thầy sẽ sử dụng khối lập trình mang tên là Eraser O. Rồi, mỗi khi nhấn lá cờ màu xanh thì nó xóa những cái hình in cũ đi. Đó, và chỉ để lại những hình in mới mà thôi. Rồi, đó là những vệt màu sắc nhé. Hiệu ứng số 2 á, là chúng ta sẽ thay đổi màu sắc đi. Thì để thay đổi màu sắc đi thì chúng ta sẽ vào trong nhóm lệnh loops. Chúng ta có khối lệnh là đây, thay đổi hiệu ứng màu sắc. Rồi, thầy sẽ thay đổi hiệu ứng màu sắc thì 1. Đó, nó sẽ thay đổi màu sắc. Bạn nhìn thấy không? Rồi, và hiệu ứng số 3 ấy là càng đi ra xa thì nó sẽ càng mờ đi. Thì cũng là cái khối lập trình thay đổi hiệu ứng này. Nhưng mà chúng ta không lựa chọn thay đổi hiệu ứng màu sắc nữa, mà chúng ta sẽ lựa chọn thay đổi hiệu ứng bóng mờ, ghost. À, và thầy cũng thay đổi đi 1. Càng đi ra xa thì nó vừa tạo ra một cái vệt ánh sáng, nó vừa thay đổi màu sắc và nó càng ngày nó càng mờ đi. Đó, để xem nào. Đấy là cái hiệu ứng di chuyển của nó. Rồi, và đến đây thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra nhiều cái hạt pháo hoa này hơn. Thế thì để tạo ra nhiều hạt pháo hoa thì chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh ở trong phần control mang tên là tạo ra bản sao, đúng không? Thế thì bây giờ cái nhân vật chính này của chúng ta, nhân vật pháo hoa này của chúng ta, cái công việc của nó sẽ không phải là di chuyển nữa, mà nó chỉ có một công việc, đó chính là tạo ra cái bản sao này mà thôi. Vậy thì khi nhấn vào lá cờ màu xanh thì sẽ đổi lại. Nó chỉ thực hiện một cái nhiệm vụ, đó chính là tạo ra bản sao, và thầy muốn tạo ra 50 cái bản sao chẳng hạn. Đó, và cái công việc di chuyển và thay đổi hiệu ứng này sẽ là công việc của
của những cái bản sao đó. Vậy thì nó sẽ bắt đầu bởi khối lệnh là gì? Khi tôi bắt đầu là một bản sao. Đó. Và như vậy chúng ta sẽ tạo ra 50 cái vệt ánh sáng. À, các bạn thấy không? À, tuy nhiên thì bây giờ ở đây chúng ta gặp một cái vấn đề, đó là các vệt ánh sáng thì nó không xuất phát từ vị trí trung tâm. À, điều này xảy ra là do nó mất một cái khoảng thời gian để nó tạo ra đủ 50 cái bản sao này. Cho nên sẽ có những cái bản sao mà nó xuất phát trước, có những cái bản sao mà nó xuất phát sau. Thế thì để đồng bộ được cái việc này á, thì chúng ta sẽ cần phải xử lý một cái vấn đề là nó phải tạo xong cái bản sao đấy đã, thì nó mới cho phép tất cả các bản sao này nó xuất phát cùng một lúc. Khi đó chúng ta mới tạo ra những cái vệt ánh sáng này xuất phát từ cùng một điểm được. Đó, thế thì bây giờ để làm ra được một cái việc đó thì thầy sẽ tạo ra một cái biến mới. À, cái biến này thì là tên là nổ tung đi. Tức là khi nào mà có cái tín hiệu nổ tung ấy, thì tất cả các bản sao mới cùng lúc thực hiện cái việc nổ tung này. Đó, thế thì khi nhấn vào lá cờ màu xanh ấy, thì thầy sẽ cho cái nổ tung này bằng không. Còn sau khi tạo ra đủ 50 bản sao này thì thầy mới đặt cái tín hiệu nổ tung này bằng 1. Vậy thì bây giờ các bản sao sau khi tạo ra thì chưa vội di chuyển vội, mà phải làm sao nhỉ? Phải đợi cho cái tín hiệu nổ tung này bằng 1. Thế thì khi tôi bắt đầu với một bản sao ấy, thì tôi chưa di chuyển vội, tôi sẽ phải làm sao? Đợi. Chúng ta có một khối lệnh đợi. Đây, đợi có điều kiện, đợi cho tới khi. Đợi cho tới khi cái tín hiệu nổ tung này bằng 1. À, bằng, theo toán bằng chúng ta ở operator bằng 1. Cái gì bằng 1? Nổ tung đúng không? Nổ tung bằng 1. Ok, xong. Chúng ta cùng quan sát. Đó, các phản ánh sáng là sao rồi. Đó, xuất phát đồng bộ với nhau từ trung tâm đúng không nào? À, và chúng ta thấy các hạt ánh sáng này nó hơi to một chút đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cho những cái hạt ánh sáng này nó nhỏ lại bằng cái khối lệnh ở trong loops. Có một khối lệnh mang tên là set size, tức là chúng ta sẽ thay đổi cái kích thước này đi. Đấy, mỗi bản sao này chúng ta thay đổi kích thước đi. Đó, thay đổi kích thước chỉ còn 1% thôi, kích thước nhỏ nhất. Thì những cái vệt ánh sáng của chúng ta sẽ nhỏ hơn. Nó dễ nhìn hơn phải không nào? Ok, và nhân vật chính của chúng ta chỉ có một công việc đơn giản là gì thôi? Là tạo ra bản sao, và sau khi tạo xong cái bản sao thì nó phát tín hiệu cái nổ tung này từ 0 về 1. Và nhận được cái tín hiệu, đợi đến khi tín hiệu nổ tung này bằng 1 thì các bản sao mới bắt đầu di chuyển và bắt đầu thay đổi hiệu ứng. Thế thì cái hạt pháo hoa này thầy cho làm sao nhỉ? Thầy cho ẩn đi thôi. Và đến đây thì chúng ta sẽ cần phải có một cái bầu trời đêm màu đen. Và những cái vệt màu sắc này của chúng ta mà hiển thị trên một cái nền trời màu đen ấy, thì nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều đúng không? Thế thì cái màn đêm màu đen này thì thầy sẽ tạo ra bằng cách là tạo ra một cái nhân vật mới. Rồi, màu đen. Một hình chữ nhật màu đen. Cho kích thước của nó lớn nhất có thể. Rồi, và sau đó khi nhấn vào lá cờ màu xanh thì thầy sẽ cho cái nhân vật màn đêm này của chúng ta go to tới vị trí trung tâm, di chuyển tới vị trí trung tâm của sân khấu x bằng 0, y bằng 0. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái màn đêm của chúng ta này, thầy đổi tên này, đang che lấp đi tất cả những cái vệt màu sắc mà chúng ta có. À, thế thì bây giờ thầy sẽ cho cái kích thước của cái màn đêm này chỉ là 50% thôi nhé, để các bạn quan sát rõ hơn. Đó, tất cả những cái vệt màu sắc này nó bị che lấp đi bởi cái nhân vật màn đêm này. À, các bạn biết tại sao nó bị che lấp đi không? Kể cả là cái màn đêm này các bạn có sử dụng cái khối lệnh mang tên là đưa về cái layer sau á. Đó, thì nó cũng che đi những cái vệt màu sắc này mà thôi. Nguyên nhân ở đây là những cái vệt màu sắc này nó được tạo ra bởi khối lệnh mang tên là stem, và nó là các hình in ra, nó in lên sân khấu. Chính vì thế nên là các hình in này nó luôn luôn ở phía sau nhân vật,
cho nên là cái màn đêm màu đen đấy là mới che mất đi. Thế thì bây giờ làm thế nào để có thể nhìn xuyên qua cái màn đêm màu đen này? À, thế thì ở đây chúng ta sẽ cần phải cho cái màn đêm này nó mờ đi. À, cái hiệu ứng mờ đi các bạn có nhớ ở đâu không? Set cái hiệu ứng mờ ghost của chúng ta nó lên đến 85 đi, 85. Set hiệu ứng bóng mờ của chúng ta ấy, 85. Đấy, nó sẽ mờ đi. Và khi nó mờ đi như thế này á thì chúng ta mới nhìn thấy những cái vệt màu sắc ở phía sau. Nhưng mà khi nó mờ đi thì nó không phải màn đêm nữa đúng không? Thế bây giờ làm thế nào để xuất hiện cái màn đêm nó trở lại? Chúng ta vừa có màn đêm mà chúng ta lại vừa có thể nhìn xuyên qua cái màn đêm đó để nhìn thấy những cái vệt ánh sáng, để nhìn thấy những cái vệt ánh sáng này. À, thế thì bây giờ chúng ta có một cách là chúng ta sẽ in cái màn đêm này ra. Nó đang mờ đi này đúng không? Chúng ta in ra. Đó, in ra tiếp, in ra tiếp. Thế thì những cái màn đêm nó bị mờ đi á, rất nhiều cái màn đêm mờ đi và nó xếp chồng với nhau thì nó dần dần nó sẽ đen trở lại. Đó, các bạn thấy không? Đây, nó đen trở lại. Rồi, thế thì cái hiệu ứng stem này thầy sẽ cho làm sao nhỉ? Thầy sẽ cho liên tục, nó liên tục nó in hình ra. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy hiệu ứng như sau. Đó, các bạn nhìn thấy bên trong không? Thì với cái mẹo này chúng ta sẽ xử lý được hai công việc. Một là chúng ta vẫn cho nó mờ đi để nhìn thấy những cái vệt ánh sáng đằng sau. Và hai là chúng ta sẽ liên tục in cái màn đêm này ra để những cái màn đêm mờ nó sẽ chồng lên nhau. Và cái sự liên tục này sẽ khiến cho cái màn đêm này chúng ta sẽ nhìn thấy là một màu đen. Thật ra không phải là màn đêm màu đen đâu, mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều những màn đêm mờ xếp chồng lên nhau và nó sẽ trở nên tối hơn. Thì cái hiệu ứng của chúng ta sẽ nhìn thấy như này. Đó là chúng ta xử lý được cả hai công việc. Một là vẫn nhìn thấy màu đen của màn đêm và vẫn có thể nhìn xuyên qua cái màn đêm đấy để thấy được những cái vệt sáng. Đó. Thì bây giờ cái màn đêm này thầy sẽ cho là kích thước là 100. Ok. Và hiệu ứng của chúng ta như sau. Các bạn đã thấy giống pháo hoa chưa? Đó, như vậy là chúng ta gần xong rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần xử lý một số vấn đề nữa thôi. Bây giờ thì các bạn để ý lại cái sản phẩm pháo hoa đầu tiên của chúng ta ấy, thì nó chia ra thành hai phần. Một là các hạt pháo hoa ở xa và hai là các hạt pháo hoa ở gần, đúng không nào? Thế thì cái hạt pháo hoa này thầy sẽ nhân bản nó lên thành hai hạt giống nhau đúng không? Một hạt thầy sẽ đặt tên là các hạt pháo hoa xa. Còn cái hạt pháo hoa còn lại thầy sẽ đặt là pháo hoa gần. Thế thì cái việc xa hay gần này này là nó do cái thông số tốc độ này nó quy định. Tức là cái tốc độ ban đầu của nó mà cao thì nó sẽ bay ra xa. Còn nếu như tốc độ của nó mà ban đầu của nó mà thấp thì nó sẽ bay ở gần. Thế thì các hạt pháo hoa xa này thầy sẽ cho cái tốc độ pick random từ 3.1 đến 5. Thế tại sao thầy lại để là pick random từ 3.1 đến 5 mà không phải là để từ 3 đến 5? Bởi vì nếu như các bạn để 3 đến 5 ấy, thì nó chỉ random ra một trong 3 số thôi, là số 3, số 4 hoặc là số 5. Trong khi đó nếu như mà các bạn muốn ra được các con số thập phân thì các bạn phải để cái dấu hiệu thập phân cho nó để nó nhận biết được, thì thầy mới để là 3.1. Thầy sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ ở đây thầy sẽ set tốc độ. Set tốc độ này là random từ 3 đến 5. Thầy sẽ chạy riêng cái thông số cái khối lệnh này mà thôi. Thầy sẽ chạy riêng cái khối lệnh này mà thôi từ 3 đến 5. Đây, thầy hiển thị thông số tốc độ lên. Nếu như chỉ là pick random từ 3 đến 5 thôi á, thì các bạn quan sát này. Nó chỉ ra ngẫu nhiên là các con số tự nhiên hoặc là 3 hoặc là 4 hoặc là 5. Nhưng nếu thầy để pick random là 3.1, tức là đưa cho nó một cái dấu hiệu là tôi cần các con số thập phân, thì kết quả nó sẽ ra là các con số thập phân. Khi đó thì cái tốc độ của chúng ta sẽ đa dạng hơn và cái vị trí của cái hạt pháo hoa này nó cũng đa dạng hơn nhé. Rồi, thế thì các hạt pháo hoa ở gần thầy sẽ để cái tốc độ này từ 0.1 tới 2. Còn cái khoảng từ 2 đến 3 ấy, thì thầy sẽ không sử dụng để cho chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng cách giữa các hạt pháo hoa xa với hạt pháo hoa gần. Rồi chúng ta cùng quan sát. Đó, hạt pháo hoa gần nó sẽ co cụm vào với nhau. Còn cái khoảng trống này nó chính là cái tốc độ từ 2 đến 3 mà chúng ta không sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái
tốc độ mà đi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi màu sắc nhỉ? Chúng ta sẽ thay đổi màu sắc. Thế thì hạt pháo hoa sa này này, khi bắt đầu bằng khi bắt đầu bằng một bản sao thì thầy sẽ đặt màu sắc đi. Thầy sẽ thay đổi màu sắc. Thế thì cái khối đấy là khối set set color, set hiệu ứng màu sắc này. Thế thì thầy muốn cho nó ngẫu nhiên đấy, thầy muốn cho nó ngẫu nhiên thì khi thì thầy sẽ sử dụng một cái biến, thầy sẽ tạo ra một cái biến mới, đó chính là color size, màu color size. Rồi. Và khi nhấn vào lá cờ màu xanh này thì thầy sẽ set cái color size này, nó có giá trị là pick random từ 1 đến 100. Rồi, còn đối với hạt pháo hoa gần thì thầy cũng sẽ tạo ra một cái biến mới color gần. Và khi nhấn vào lá cờ màu xanh thì thầy cũng đặt cái color gần này cũng là pick random. Vừa nãy cái xa là từ 1 đến 100 rồi đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ đặt từ 100 đến 200. Có thể các bạn chưa biết là cái hiệu ứng màu sắc này, cái hiệu ứng màu sắc này nó sẽ có các giá trị từ 0 đến 200, nó sẽ có giá trị từ 0 đến 200 nhá. Cho nên là thầy chia một nửa là một nửa sẽ dành từ từ 1 đến 100 là thầy sẽ dành cho cái pháo hoa xa, còn từ 100 đến 200 là sẽ dành cho pháo hoa gần đó. Thế thì khi đó khi tôi bắt đầu bằng một bản sao ấy, thì tôi sẽ xét cái hiệu ứng màu sắc này bằng cái color gần này. Còn cái pháo hoa xa này thì khi bắt đầu vào một bản sao thì tôi cho là color xa đó. Và bây giờ ta cùng xem đó, các bạn thấy hai màu sắc khác nhau chưa? Và bây giờ cái nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là nếu như các bạn mà muốn cho nhiều cái hạt pháo hoa này hơn thì chúng ta làm như sau. Nếu như cho nhiều cái hạt pháo hoa này hơn mà các bạn lại sử dụng là nhân bản nhiều hơn ấy, thì các bạn thấy rằng là cái thời gian để tạo ra những cái bản sao này sẽ lâu hơn. Chính vì thế chúng ta có thể làm theo cách này. Các hạt pháo hoa xa thì sẽ nhân bản lên. Hai hạt pháo hoa xa, 3 này, 4 này, 5 này. Còn hạt pháo hoa gần thầy cũng nhân bản lên thành 5 cái. 3 này, 4 này và 5. Rồi. Và cho một cái chút âm thanh nhỉ, một âm thanh của một quả pháo đấy nhá, cho một quả pháo này các bạn cho âm thanh vào thôi, chứ còn tất cả những cái quả pháo này đều phát âm thanh ấy, thì âm thanh của chúng ta sẽ nghe rất là khó chịu. Thì trong cái một cái quả pháo này khi mà nhận được cái nổ tung ấy thì thầy sẽ cho âm thanh đâu, rồi cái âm thanh đó chính là âm thanh đây, thầy sẽ cho nó chậm lại. Ok, và bây giờ chúng ta cùng xem sản phẩm cuối cùng. Đó, hết sức là ấn tượng phải không nào? Như vậy đến đây thì thầy cũng hướng dẫn khá là dài rồi. Chúng ta còn một cái nhiệm vụ nữa là tạo ra một cái quả rocket và nó nổ tung ở cái vị trí mà chúng ta bấm chuột đấy. Thì cái nhiệm vụ này thì có lẽ là thầy sẽ để dành cho video lần sau. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu thực hiện cái công việc như thế thì các bạn có thể comment ở phía dưới video để thầy biết được. Và nếu như mà nhiều bạn quan tâm thì thầy sẽ thực hiện cái nốt cái công việc là tạo ra một quả rocket và nó sẽ bắn lên cái vị trí mà chúng ta click chuột. Đến đây thì thầy cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video hướng dẫn này. Và thầy hy vọng rằng với những cái hướng dẫn như vậy của thầy thì các bạn có thể làm thành công cái sản phẩm pháo hoa. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.